Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezi đây, tiếp tục với series đó chính là Demon Slayer Mobile nha anh em ơi. Và link tải mình sẽ để phía dưới nha, cũng như là tất cả code sẽ có trong website của mình, modgame2.com ha. Cách hướng dẫn tải thì nó có hết ở trong web rồi, anh em có thể vào và xem nhé. Ok, sẽ được 3 con thì à, 3 con này cũng được. Chúng ta sẽ đánh nhau với con boss à, đây là con boss anh em. Dạng như kiểu người gỗ anh em nhỉ, giống như vậy. Đây là âm trụ của chúng ta anh em, hôm qua mình lấy được con SR đầu tiên của chúng ta là con âm trụ ha. Hôm nay hy vọng tôi sẽ có thêm một con SR, SSR chứ. Nhầm, không phải là SR mà là SSR. Mình có thể skip được không? Không skip được anh em. Đánh đến khi nào chúng ta oảng thì thôi thì phải. Đánh bao giờ mới xong? Tôi cũng không rõ là cái này đánh sẽ bao giờ mới xong nữa anh em. Rồi, hơn 1,1k đam, 823 đam. Ui, xoay như thế này thì âm trụ khỏe thật sự anh em nhờ. Zenitsu bao giờ mới xong nhỉ? Có tất cả là 15 turn này, tôi phải đứng xem anh em ạ, không thể nào mà bỏ qua được. Cho 4 hộp quà kìa, tất cả là 15 turn ha. Đánh mà đánh đủ 15 turn thì thôi. Âm trụ vẫn là tăng cơ vẫn là khá tốt anh em nhờ. Thằng cái bé, thằng bé bị giật điện rồi, giật điện anh em, giật điện này, bị điện à, bị điện chắc là từ chiêu của Zenitsu rồi. 5 tơn nữa. Cái này đánh càng nhiều thì chúng ta sẽ được càng nhiều cái hộp, càng nhiều cái hộp quà anh em, khá ngon, theo như mình thấy là khá ngon nghe. Đam khá cao à, nó chém mình như thế này thì mình đỡ thế nào được. Âm trụ vẫn chưa oảng anh em ơi, chưa oảng nhá. 247, 252 Zenitsu, Nezuko ngậm bánh mì rất là cute hạt me luôn. Anh dài nhưng mà vẫn không ăn thua. Ok, hết 15 turn rồi. Chưa xong à? Chưa được 42k đam gì đấy, cái này lâu lắm anh em. Đánh con boss này lâu một cái thật sự luôn. Chưa rank rủng gì đây? Final gì đây? Quả 150. Thôi cũng được. Làm các cái task, mình còn chưa làm xong cái nhiệm vụ daily task weekend. Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau. New hero, hot event, event này. 243 sẽ được 70 vé anh em ạ. Trong 7 ngày bạn sẽ nhận được 70 vé, 600 game. Daily claim. Ui, ngon thế nhở. Cái gì? Hoàn thành hết cái daily này sẽ nhận được thêm vé. À, hay đấy. Đâu nhỉ? Bị ấn vào event này. Hoàn thành refresh được thêm 2 vé thôi. Để đăng nhập nha anh em. Tôi phải làm xong cái này cơ. Top up. Nhìn chung là anh em phải nạp nhá, nạp và nạp Dragon Flame. Đẹp thế nhỉ? Uầy, 1000 game luôn anh em nhờ. Free này. Mình có lẽ mình hẳn 1000 game là cũng được chứ. Nạp vào để chơi sự kiện à? Có lẽ là thế. Pass là như kiểu là cái sổ sứ mệnh anh em ạ, dạng như kiểu thế á. Nếu cho nạp vào thì nó sẽ, cái pass này nó rơi vào tầm khoảng 474.000. Ui, đắt thế nhờ. New server, đây là 8 ngày đăng nhập, hôm nay được 10 vé này. Newbie event. Tiêu 200 game sẽ nhận thêm 5 vé anh em nhé. Tiêu 500 game sẽ nhận được thêm vé. Ok, rồi, không vấn đề gì. Ticker gift 31 ạ.
3 ngày đăng nhập mình thêm 20 vé nữa. Sui up. 5 ngày đăng nhập. Ok, tôi sẽ đi summon đây. Cái này phải có VIP anh em ạ. Ít nhất vậy anh em phải có VIP 3 ha. Confirm. Chưa có 35 vé. Tôi sẽ thử vận may nhé. Tôi thêm kiếm thêm 5 vé nữa cho đủ 40 vé đi. Nhìn nó hơi kiểu bị lạc quẻ. Friend này. Chúng ta có khá nhiều bạn bè đấy. Mình có thể là quick claim. Có thể add thêm friend. Add friend bây giờ khá nhiều rồi đấy. Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Ok. Làm hết nhiệm vụ hàng ngày nó sẽ được thêm mấy đấy anh em. Ờ, làm nhiệm vụ hàng ngày đi á. Bắt mình summon là bao nhiêu? Cái touch summon 3 lần anh em ạ. Nó yêu cầu mình summon 3 lần. Ok, không vấn đề gì. Murata. Ok, con đấy là con cùi. Được mỗi SR. Zenitsu ạ. Buồn thế nhờ. Được SR Zenitsu. SR xem nào. Tôi đen thế nhờ, tôi toàn được cái thằng gì đây. Tôi để làm nguyên liệu cũng được anh em. Quá buồn luôn. Phải đạn luôn, thật sự là không còn cần từ gì để mà nói bàn cãi đây anh em ạ. Quá đen luôn á. Được cái hộp gì ấy nhỉ? Khỏe khó nhờ Smith à. Đây như kiểu là để ép đồ ấy nhỉ. Làm thế nào đây? Tôi sẽ mở cái này ra. Được random anh em ạ. Vật phẩm random. Cái này cũng là xe vật phẩm random ha. Quá đen luôn nhỉ. Thật sự là quá đen. Quá đen cho đội bán kem luôn. Không biết làm nào. Thật sự là như vậy. Zenitsu. Zenitsu hoàn toàn có thể là. Tôi cần một con. Oh. Một con 5 sao của cái hệ này à. Đào đâu ra. Zenitsu nhiều vãi. SR này. Yusio. Chưa có lấy 5 con này. Nhưng mà vấn đề có 4 con. Thì là có 4 con thôi. Khá là khó. Con này cũng rất nhiều luôn anh em. Vãi đạn luôn. Có thể lên sao được. Tôi cần ít nhất là một con. Ông này là SR. Thôi cứ để lấy mảnh đã nha. Đi map đã. Tính sau anh em ơi. Battle đi á. Ơ mình vừa có thể đánh vừa đi ấy được mà nhỉ. Quên mất là mình vừa có thể là quick time. Cái gì vậy? Arena fight free. Ok. Mình còn chưa biết chỉnh cái đội hình chính của mình sẽ như thế nào. Nó không cho mình ra anh em ạ. Để tiếp mình sẽ nâng cho Zenitsu lên vậy. Khá đen nhỉ. Yeah. Đen quá anh em. Làm gì? Vẫn thế thôi. Vẫn để nó tự đánh thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại main để xem còn cái gì có thể mua không. Start. Oh, hình như tôi được tôi phải đánh cái Pathfinder Selection này để được thêm 10 vé này. Ok, bây giờ phải nâng thêm hero. Dồn hết cho thanh niên này rồi. Equip này. Đồ xịn nhất này. Cái mũ này à? Cái mũ này để làm gì ha? Có thể combine. Từ từ. Cho sẽ level up đã. Break. Phá vỡ này đi á. Quick level. Hết điểm. Hết điểm anh em ạ. Không lên được nữa. Tegen. Đang dồn hết sức cho Tegen. Kiếm thêm mảnh đã. Ok. Anh em cứ đánh đi đã. Tính sau. Có cả trial. Cái hô này là cái gì đấy? Zenitsu. Lên sao cho Zenitsu. Confirm. Đầu tiên ta sẽ kiếm mảnh đã nhá. Đây này. Chúng ta sẽ cần phải đánh cái này.
Rush, ok. Chuyến luôn. Cho ông này vào thảo trả yếu. Vẫn phải cho ông này vào. Nhưng mà bỏ này đi. Đấy. Zenitsu nâng cấp lên nữa là ngon. Là ngon ngay. Cho ra quay trở lại main để tiếp đánh tiếp nhá. Shop có gì free không? Item. Random. Candle. Logistics. Bristol. Nói chung là có cái gì thì mình cũng cố mình mua. Thêm game. Thêm vàng, thêm tiền. Cái này sẽ phải mua này. Free này. Có thanh niên kia vào cái ớ. À, nhận free được anh em. Có thể mua được rất là nhiều. Nó kiểu nó dồn lại vào một chỗ anh em. Arena Summoner. Mình mới có đủ, mới có vé này thì không đủ anh em. Nó tiếp tục đánh không? Trial là cái gì? À, rất là nhiều thứ để mình có thể làm nha anh em. New server này. Ngày 2. Next level cứ đến cửa 20 đã anh em ạ. Ngày 1 này. Bonus này. Retrain 100 game à? Kiểu nạp ấy. Cái đấy kiểu dạng nạp anh em ạ. Cái đấy chắc chắn với anh em là nạp nha. Retrain là phải nạp chứ không phải là tiêu anh em ạ nha. Đấy anh em phải nạp ở đây ha. VIP không thì chỉ được bằng 10 game thôi. Dragon Flame. Cho hoàn thành task rồi chúng ta cũng sẽ có thêm cả mảnh. Ồ, lấy được mảnh của Rengoku này anh em. Nhưng phải làm task Tegen từ từ anh em. Patch Daily Sale. Nạp tiền thì anh em vẫn cần phải có cái thẻ ấy thôi. Tài khoản ngân hàng thôi. Thẻ cái thẻ Visa thôi. Đến cửa bao nhiêu rồi? Tôi không rõ nữa. Không rõ đến cửa bao nhiêu rồi. Cái top up này. Nạp tiền anh em nhé. Nhưng mà sao nó cứ đỏ đỏ ở đây nhỉ? Khá khó hiểu. Thêm gold này. Thêm 5 mảnh của Zenitsu này. Mình đang đi. Mình cần phải làm xong nhiệm vụ để thêm 2 vé nữa. Game này khá là cuốn ấy, theo như mình thấy. Daily claim là mất khoảng 234. 234.000 thì anh em mới có nhé. Làm đủ 9 nhiệm vụ thì chắc là được rồi đấy anh em. Chưa xong anh em ạ. Chưa xong luôn. New server, thẻ tháng. Dispatch Barkatas Arena. Donate Training. Manage. Nhiều nhiệm vụ lắm anh em nhá. Chỗ này ta sẽ kiếm thêm được vé này. Rồi. Nhưng mà chúng ta cũng cần kiếm thêm được 5 cái vé nữa để đủ lượt quay. Khá nhiều nhiệm vụ để chúng ta có thể làm được trên này nha anh em. Arena Summon VIP 3 cơ. Tôi đang có 6 vé này. Tôi cần khoảng 14 vé nữa. Kiếm ở đâu ra thì kiếm ở đấy, thấy chưa? Đây là 2 vé. Làm hết cái task là xong mà. Xong chưa? Rồi anh em ơi, chúng ta dance cái này rồi nhá. Rush là cái gì? Free rush. Ok. Chúng ta sẽ được thêm 10 cái vé nữa. Ngon nghè đấy chứ nhờ. Tổng cộng bao nhiêu vé rồi? Tiếp tục là triệu hồi không? 16 à? Mới có 16 thôi. Claim cái này đã. Summon. Basic Summon.
Ôi, thế đủ 5 vé. Đủ đấy anh em ơi. Đi mở nào. Ok. SR. Inosuke. Tuyệt vời. Mình có anh lợn rồi. Hai SR nha anh em. Một nhân vật mình cũng khá thích. Đẹp trai là có gì sai. Mẹ, thằng Zenosu nó ám mình. Ui, đã có SR đó chứ. Inosuke phiên bản đấy anh em ạ. Phiên bản mặt lợn ạ. Lắm tướng thế nhờ. Confirm. Tôi summon nữa đi. Em mu, trời ơi. Chính ra tôi được khá nhiều chứ. Có pass này. Thêm 10 vé nữa. 10 vé là anh em phải nạp nhé. 10 vé là anh em phải nạp đấy. Không không nạp thì ăn kẹt. Thề. Story. Ok, cho có thêm được một tướng mới. Master. Upgrade. Hết vẹo. Đấy rồi. Mình có ông SSR đấy. Ông này ông SSR à? Sao mình có tận 3 ông SSR luôn anh em ạ. Trong này. Đây, đây cũng là SSR này. Quick. Đội hình mình bây giờ khỏe phết đấy anh em ạ. Không yếu tí nào đâu. Mình sẽ nâng cả ông này luôn thôi. Ông này không nâng lên được. Ông đấy hiện tại đang khá là phế. Quick equip. Có đồ gì thì cứ cầm thôi. Quick equip. Thằng Zenitsu này nhiều vãi cả đạn ra. Mình phải dùng Inosuke. Có dùng cái thằng này là thằng lộ mặt đúng không? Lộ mặt thằng xịn của mình đấy anh em ạ. Vãi cả đạn luôn. Anh em mà dùng thằng đấy thì thành ra là nó hơi bị phí luôn đấy. Thề. Đừng dùng. Combine. Ok. Triệu hồi mấy con ghẻ ghẻ lở hắc lào ra cái. Để mình lấy cái nguyên liệu để mình cái gì đấy? Vàng chóe vậy. Quick combine. Tôi có đúng một vé nữa anh em ạ. Chà 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 chà. Vẫn có thêm vé để mở. Tôi cần đúng cái hệ này. Hệ này biết đào ra. Yoshino. Có vẻ là đủ. Kết hợp vào để nâng sang thằng kia. Để xem có nên nâng không ha. Đội hình mình như là khỏe đấy anh em ạ. Bỏ cái này ra nhỉ. Dĩ nhiên rồi. Không, Inosuke này là Inosuke SR. Phải là Inosuke SSR cơ. Đâu rồi? What the hell? Hero. Đây Inosuke mà mặt đẹp trai này. Đây rồi. 44. Lực chiến lên là 45.000 anh em ạ. Khá khỏe đấy. Inosuke à. Đẹp trai thì có gì sai nhờ. Tuyệt vời. Confirm. Có thể đánh arena thử tí nhỉ. Nhưng mà cái arena mình để đội hình ở đâu? Form này. Đấy. Attack form này. Def form này. 1 2 3 4 5. Như này là đội hình đẹp. Rồi anh em ơi. Attack và defense form thì cũng thế. Mình không để attack và defense form thành ra nó phế. Chính xác là nó phế. Ok. Như thế nào cũng được à. Rồi ok anh em. Attack form, defense form. Phải ấn transform G. Đấy mới được nha anh em. 14.000. Đánh được mà. Đội hình này thì làm sao mà ăn được mình. Tuổi gì. Không đủ tuổi có thể ăn được chúng ta luôn anh em. Rồi. SSR. Confirm. Arena như phải hồi sao nhỉ. Hình như là không anh em.
Đánh tẹt. Đúng một đòn. Nhưng mà mình cứ kiểu phải thoát ra vào lại anh em. Khá là bây giờ cần thời gian ạ. Cần thời gian, cần vé. Sẽ mất vé để anh em có thể đánh thêm nhá. Nhờn này. Ok anh em. XP. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.